Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá cuối ngày 5 tháng 11 của Kiền Bóng Đá TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức bóng đá có trong ngày hôm nay. Và các bạn đừng quên dành ra một giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Trong một chia sẻ mới nhất, Rio Ferdinand khẳng định Jorginho không xứng đáng là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu của bóng vàng 2021. Chia sẻ với BT Sport, huyền thoại Quỷ Đỏ nói: "Nhiều người ủng hộ Jorginho là quả bóng vàng. Điều đó khiến tôi thật khó hiểu. Jorginho không phải là cầu thủ xuất sắc nhất ở Chelsea. Vị trí của cậu ấy cũng không phải bất khả xâm phạm." Nếu bạn nhìn vào Chelsea trong quá trình giành chức vô địch Champions League, tôi nghĩ Kanté là người xuất sắc nhất. Cậu ấy cũng là nhân tố cực kỳ quan trọng của đội tuyển Pháp. Theo quan điểm của tôi, Kanté còn có nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn Jorginho. Tôi không hạ thấp Jorginho. Cậu ấy là một cầu thủ giỏi, nhưng thật khó để đặt bên cạnh Messi, Salah hay Lewandowski. Chelsea có 5 cái tên trong danh sách 30 đề cử. Nhiều ý kiến cho rằng Jorginho là người có cơ hội chiến thắng cao hơn các đồng đội khác tại The Blue là Kanté, Lukaku, Mason Mount và Cesar Aboliqueta. Nhiều người còn đánh giá cao người chiến thắng Jorginho ngang bằng với Messi, Mo Salah hay Robert Lewandowski. Cuối tháng này, buổi lễ trao thưởng của bóng vàng 2021 sẽ chính thức diễn ra. Quá trình bầu chọn đã khép lại với những tin tức rò rỉ từ các trang báo lớn như Marca hay L'Equipe. Đều cho rằng Messi sẽ có danh hiệu thứ 7 trong năm nay. Theo cựu danh thủ Luis Suarez, người là chủ nhân của danh hiệu quả bóng vàng năm 1960, Robert Lewandowski vẫn sẽ là người xứng đáng nhất cho danh hiệu quả bóng vàng năm nay. Thậm chí ông còn khẳng định sẽ tặng tiền đạo người Ba Lan quả bóng vàng của mình nếu anh không giành được giải thưởng năm nay. Hãy trao quả bóng vàng cho Lewandowski, phải là như thế. Nếu không thì tôi sẽ trao quả bóng vàng của mình cho cậu ấy. Quả bóng vàng của tôi, huyền thoại người Tây Ban Nha nói với Carrusel Deportivo. Dù là huyền thoại của Barcelona, nhưng cựu danh thủ người Brazil Rivaldo lại nghi ngờ không ủng hộ hậu bối trong chiến dịch năm nay. Rivaldo nhận định, Robert Lewandowski là cầu thủ yêu thích nhất của bóng vàng 2021. Cậu ấy sẽ xứng đáng. Bên cạnh đó có Lionel Messi và Mo Salah. Tiền đạo của Bayern Munich là một tiền đạo tuyệt vời, một cây làm bàn lão luyện. Lewandowski đã tạo ra sự khác biệt cho đội bóng xứ Bavaria. Như chúng ta đã thấy đó, một lần nữa vào thứ ba, cậu ta lại có một hat-trick vào lưới Benfica và có thêm một kiến tạo. Như vậy, có thể hiểu ba cái tên mà cựu tiền đạo có đôi chân vòng kiềng chọn sẽ là Lewis, là Messi và Salah. Trong đó, chân sút của Ba Lan là người có khả năng chiến thắng lớn nhất. Gần đây, bản thân Messi cũng thừa nhận anh không nghĩ mình sẽ giành quả bóng vàng thứ 7 và gọi đó là điều điên rồ. Lionel Messi đã dự đoán về việc anh sẽ rời Barcelona trong một tin nhắn WhatsApp gửi cho đồng đội hiện tại của mình là PSG là Neymar vào năm 2019. Và chính xác, anh đã chia tay đội bóng Tây Ban Nha, chấm dứt 21 năm gắn bó cùng nhau. Chỉ khi mà cùng nhau, chúng ta mới có thể vô địch Champions League. Tôi muốn bạn trở lại nơi này, hoặc không thì 2 năm nữa, tôi sẽ ra đi. Và bạn sẽ không lo ở đó một mình nữa. Tôi sẽ ở bên bạn, Messi đã viết cho đồng đội hiện tại tại PSG, bạn thân Neymar trong một tin nhắn cách đây 2 năm. Lionel Messi được cho là rất muốn ký hợp đồng mới với Barcelona. Tuy nhiên, những khó khăn về tài chính của đội bóng được chứng minh là một vấn đề lớn. Cuối cùng, anh phải miễn cưỡng rời Camp Nou. Việc rời Barcelona là một điều khó khăn với Messi, nhưng nó cũng giúp anh có cơ hội tái hợp với đồng đội cũ và người bạn thân Neymar. Chúng tôi hy vọng sẽ cùng nhau làm nên lịch sử, giống như chúng tôi đã làm ở Barcelona. Neymar tiết lộ anh ấy hạnh phúc và hài lòng khi có thần tượng, cầu thủ hàng đầu, thiên tài và một người bạn như Lionel Messi với anh ở PSG. Khi cầu thủ của tuyển Anh John Barnes đã cảnh báo rằng Cristiano Ronaldo sẽ không thể giúp huấn luyện viên Solskjaer bảo toàn được chiếc ghế huấn luyện viên ở MU. Theo John Barnes, dù Ronaldo ghi bàn, nhưng ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ không thể giành được chiếc vô địch Premier League hay Cúp C1. Ronaldo sẽ không thể cứu mãi Ole được, bởi vì những bàn thắng của cậu ấy sẽ không thể giúp MU vô địch Premier League hay Cúp C1. Ronaldo đã mang lại cho MU hy vọng, nhưng tôi không nghĩ là cậu ta có thể cứu được Ole nếu như MU không thể giành chiến thắng. MU cần phải chơi ổn định hơn nữa, đặc biệt ở đầu trận đấu. Ronaldo sẽ không cứu Ole hay khiến ông ta bị sa thải. John Barnes phát biểu. Trước thêm trận derby Manchester vào cuối tuần, Cristiano Ronaldo đã có hành động gia tăng tinh thần đoàn kết giữa các thành viên MU. Cụ thể, CR7 hào phóng khao cả đội đi ăn tối. Dàn sao của MU dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng tại Manchester, chuyên phục vụ các món ăn Italia.
hầu hết các cầu thủ MU đều góp mặt trong bữa tiệc kể trên. Tuy nhiên, sự cố đáng tiếc lại đến với Ronaldo, chiếc xe Range Rover của ngôi sao người Bồ Đào Nha đỗ sai quy định. Do đó anh đã phải đóng phạt. Số tiền phạt cụ thể không được tiết lộ, dù vậy nó chẳng đáng là bao so với thu nhập của Ronaldo. Sự cố trên cũng không làm ảnh hưởng tới không khí của bữa tiệc của dàn sao Manchester United. Tiền vệ Bernardo Silva của Man City đã lên tiếng cảnh báo về Cristiano Ronaldo trước thềm trận derby Manchester. Bernardo Silva là đồng đội của Cristiano Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha nên anh hiểu rõ sự nguy hiểm của CR7. Tôi nghĩ rằng Ronaldo đang chơi tốt. Ronaldo đã giúp MU giành được những trận thắng ở mùa giải này. Ronaldo là cầu thủ có thể quyết định trận đấu và mọi người đều biết về điều đó. Chúng tôi sẽ phải cố gắng ngăn chặn Ronaldo, đảm bảo rằng anh ta không thể ghi bàn ở trận đấu sắp tới. Tuy nhiên, chúng tôi không phải chỉ đối phó với mình Ronaldo mà là cả tập thể MU. Bernardo Silva phát biểu. Van der Beek đăng tải lên Instagram bức ảnh cùng St. Beckham cầm trên tấm hình siêu âm, kèm theo đoạn chú thích: vui mừng thông báo rằng chúng tôi đang mong chờ một đứa con nhỏ. Rất nhiều đồng đội và người hâm mộ đã vào chúc mừng tiền vệ Hà Lan, trong đó Andy Van der Meijde viết: chúc mừng cậu, đứa bé sẽ được đặt tên là Ole Gunnar chứ? Kèm theo biểu tượng mặt cười. Bình luận của cựu ngôi sao 42 tuổi nhận được 12.000 lượt thích và gần 1.000 lượt phản hồi. Donny van der Beek gia nhập Manchester United từ Ajax vào tháng 9 năm 2020 với mức giá 39 triệu euro. Ngôi sao người Hà Lan được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới tại Old Trafford. Dẫu vậy, sau hai mùa giải gắn bó, tiền vệ 24 tuổi cùng Quỷ Đỏ mới chỉ có 40 lần ra sân trên mọi đấu trường. Cho đến thời điểm hiện tại, van der Beek mới đóng góp cho MU được 1 bàn thắng và 2 kiến tạo. Vấp phải phản ứng dữ dội từ câu lạc bộ Hà Nội, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định hủy việc triệu tập tiền vệ Đỗ Hùng Dũng lên đội tuyển Việt Nam. Thông tin này được một lãnh đạo VFF chia sẻ. Theo đó, Hùng Dũng sẽ tiếp tục ở lại câu lạc bộ Hà Nội để tập hồi phục. Đồng thời cập nhật liên tục tình trạng của anh cho VFF cũng như là huấn luyện viên Park. Hôm 1 tháng 11, huấn luyện viên Park đã quyết định gọi Hùng Dũng lên đội tuyển với mục đích theo dõi và hỗ trợ điều trị, chứ không sử dụng ở trận đấu với Nhật Bản và Ả Rập Xê Út tại vòng loại World Cup 2022 trong tháng 11. Ông cũng cam kết chỉ sử dụng Hùng Dũng từ bán kết AFF Cup vào tháng 12. Nếu anh hồi phục tốt, Hà Nội FC lập tức họp đội ngũ y tế để đánh giá mức độ của tiền vệ 28 tuổi. Họ cho rằng Hùng Dũng chưa hồi phục hoàn toàn và không nên thay đổi môi trường tập luyện lúc này. Hà Nội sau đó gửi văn bản lên VFF hôm qua, ngày 4 tháng 11. Tin bóng đá tối ngày 5 tháng 11 đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.